Kính chào tất cả anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Và đây là một sản phẩm mới vừa về tại công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng Minh Huy, Fortuner máy xăng một cầu. Xe này thì được sản xuất vào năm 2019 các anh chị. Biển số thành phố luôn nha, biển số cũng khá là đẹp. Anh chị xem qua về sản phẩm, biển số là 51H13459 nha anh chị nha, 13459. Xe này thì màu đồng ánh kim, màu đồng ánh kim khá là đẹp. Vỏ rồi còn rất là dài nha anh chị nha. Đó, rất là dài luôn. Vỏ theo xe. Xe thì có trang bị dán phim rồi che mưa, nẹp chân kính, công tắc ra vào cửa thông minh. Thì đối với sản phẩm này thì đã có đã trang bị tính năng ra vào cửa thông minh. Mâm nữa anh chị ha, nhìn rất là mới và sáng luôn. Đó, với một sản phẩm 2019 thì đèn sau là sử dụng công nghệ là đèn LED, đèn thắng là đèn LED, có tính năng là báo phanh khẩn cấp các anh chị. Thì đèn nó sẽ nhấp nháy, nó sáng lên để báo cho người sau biết. Có camera gear, cảm biến gear, những cái miếng ốp bảo vệ cản sau. Đó, vỏ rồi anh chị thấy ha, gầm nhún anh chị thấy không, nhìn rất là mới và đẹp luôn. Những sản phẩm này anh chị về chỉ việc là chạy thôi, sử dụng thôi, không cần phải làm bất kỳ vấn đề gì cả. Xe vẫn còn bảo hành hãng trên toàn quốc, có bất kỳ vấn đề gì anh chị cứ đem đến hãng, hãng sẽ kiểm tra và bảo hành cho các anh chị. Mâm, vỏ, đó, mọi thứ còn rất là mới. Sơ bộ cho anh chị nắm về phần ngoại thất của sản phẩm. Một chiếc xe Fortuner máy xăng gia đình sử dụng, màu đồng ánh kim, rất là đẹp. Và hiện tại sản phẩm này đang được bên Huy chào bán với giá là 995 triệu. Anh chị nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị. Sơ bộ phần ngoại thất thì Huy mời các chị cùng Huy xem chi tiết phần nội thất bên trong của sản phẩm ạ. Đây, Huy mời các chị cùng Huy xem chi tiết về phần nội thất bên trong của sản phẩm. Đây, những cái vị trí như bộ lon con tán thì anh chị yên tâm nha. Còn đây, những phần tappy đó, còn rất là mới và đẹp nha các anh chị. Fortuner máy xăng. Xe này thì bên Huy mới vừa lái về, chưa có làm đẹp lại. Chủ xe rất là kỹ trong việc mình trang bị thêm những cái miếng này thì đỡ bị trài xước những cái phần ốp nhựa bên trong các anh chị, ốp cản, tấm lót ở dưới này anh chị thấy không, sạc bon và mới. Đó, ghế da theo xe nha, rất là xịn. Đó, mình xem qua về sản phẩm Fortuner, mỗi hàng ghế đều có trang bị được hai cửa gió điều hòa, cho nên là hệ thống điều hòa của Fortuner này làm lạnh nhanh. Và lạnh thì anh chị biết rồi, sản phẩm của Toyota thì làm lạnh rất là nhanh và lạnh cực kỳ là sâu luôn. Nhìn vị trí nha anh chị ha, nhìn cực kỳ là mới. Đó, mình mua về mình sử dụng thôi. Keo trùng anh chị yên tâm nha, bên Huy không có quay nhiều keo trùng đâu, bên hãng mà, bên Huy cam kết xe không rong đụng, không ngập nước bằng văn bản cho anh chị, cho nên là keo trùng thì hầu như là còn nguyên bản hết các anh chị. Đó, ở những vị trí này, ốp những cái miếng này thì nó không bị trài xước cái phần sơn dưới những cái phần ốp như thế này. Rất là kỹ trong việc lót thêm những cái tấm lót như thế này. Đó, đây ghế anh chị xem, có thừa tay, có vị trí để ly nước mình uống nữa. Anh chị xem tiện, rất là tiện luôn. Nhìn này, mới à. Nội thất còn thơm. Xe này trang bị tới 7 túi khí lận nha các chị. 7 túi khí, 2 túi khí rèm, 2 túi khí hông và 2 túi khí ở phía trước, bên tài và bên phụ, và một túi khí ở đầu gối. Đó, đây mình xem qua. Đó, anh chị thấy không? Nhìn rất là mượt. Sáng bóng luôn. Có gập gương. Ghế chỉnh điện rồi, chắc chắn. Vô lăng nhìn rất là mượt. Chủ xe đi giữ kỹ lắm anh chị. Chủ xe này thì ảnh có bán cho chỗ Huy, cho Huy thì do là ảnh lúc trước thì cũng mua bên chỗ, cũng mua chỗ Huy á, rồi sau đó thì do là ảnh đang có ý định là mua, đang đặt cọc mua một cái nhà, cho nên là ảnh bán lại để mua nhà vài bữa nữa rồi ảnh mới lấy lại sau. Cruise control anh chị, có lại chuyển số trên vô lăng đó.
19.628 cây số, mặt đồng hồ tốc lô rất là đẹp và không bị trầy xước. Rồi, xe này thì đèn thì sử dụng là đèn halogen dạng bóng chiếu các anh chị, có thể bật tắt đèn luôn, rồi chơi dẫn đường có luôn các anh chị. Đó, đầu DVD, camera gear, DVD thì chắc chắn.